nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan bị tai nạn giao thông trên đường đi diễn. Theo tin từ gia đình nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan cho biết, tối ngày 19 tháng 5, người nhà đưa chị đi diễn tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Đến nơi thì sân khấu nằm cách xa đường lớn, nên có một người chở chị bằng xe gắn máy vào điểm diễn. Lát sau, nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ chạy ra báo tin nghệ sĩ Phượng Loan bị tai nạn. Theo đó, gia tả áo dài của nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan bị vướng vào dây xích của xe máy dẫn đến tai nạn. Hồ sơ bệnh án của nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan tại bệnh viện Cà Mau được các bác sĩ ghi lại chấn thương sọ não, bể xương quai hàm, gãy xương ngón tay. Nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan đã được gia đình đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Hiện chị đã qua cơn nguy kịch, nhận biết được mọi việc nhưng chưa nói được. Nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan từng được bạn đọc báo Người Lao Động bầu chọn giải Mai Vàng năm 2006. Chị vừa có vai diễn chính trong Nàng Xê Đa, vở này cũng từng được bạn đọc bầu chọn giải Mai Vàng cho vở diễn sân khấu được yêu thích năm 2021.